mình có biết bệnh viêm gan B. Mà bà nghĩ sao về vấn đề này? Mình không nghĩ là nó lây nhiễm qua đường tình dục. Mình nghĩ là nó lây qua đường hô hấp. Thế còn bà Kim Ngân nghĩ sao ạ? Em nghĩ là cái bệnh này thì cũng nhiều người biết. Cho nên là cái tỷ lệ người tìm hiểu về bệnh, cái bệnh này nó cũng phổ biến. Cho nên là nhìn tỷ lệ người tìm hiểu cái bệnh này cũng khá cao. Cho nên bạn chọn là 70% đúng không ạ? Còn khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu nhé? 25% hay là 70%? Có nằm vào khoảng nào gần nhất với hai con số này hay không ạ? Bao nhiêu ạ? Hả? 25 hay là 70? Xuống hay lên ạ? Các bạn nghĩ sao? Và xin chúc mừng bạn Kim Ngân. Bạn đã chọn 70 và nên đến là 72. Xích sao chỉ có 2% thôi. Bạn hãy cố gắng lên nha bạn Trang ha. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 3. Có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát tại quận Bình Thạnh trả lời họ từng để chuông điện thoại khi đang coi phim ở rạp? 10 giây bắt đầu. Bao nhiêu ạ? 35%. 40%. Và 10 giây đã hết. Không còn thay đổi được nữa. Bạn Thùy Trang thân mến, bạn có bao giờ để chuông lỡ quên á, để chuông khi mà đến rạp xem phim không ạ? Mình đến rạp xem phim thì mình vẫn để chuông bình thường, bởi vì trong rạp thì âm thanh ánh sáng nó rất là lớn, do đó là không ảnh hưởng gì. Nhưng lỡ như có bộ phim nào đó nó có những cái cảnh như là im lặng một chút, giống như là một người nào đó đang bước vào căn nhà hoang vắng, không có một tiếng động nào hết, tự nhiên tiếng chuông của bạn reng lên, tò tí te, lúc đó bạn xử lý như thế nào? Dĩ nhiên là mình hơi giật mình tí, nhưng mà mình sẽ nhớ ra là mình đang để chuông điện thoại. Và lúc đó bạn mới tắt chuông? Có thể là tắt chuông hoặc là tắt nguồn cũng được. Cảm ơn bạn. Thế còn bạn Kim Ngân nghĩ sao ạ? Dạ thường thì đi coi rạp, trước khi mà chiếu phim thì rạp cũng có nhắc là nên bật chế độ điện thoại ở chế độ im lặng hoặc là tắt. Thì em thường nhớ thì em tắt, thì cũng có một số người hay quên. Nhưng mà em nghĩ chắc đã được nhắc nhở thì chắc người ta cũng sẽ tắt chuông, trừ những người mà vô sau thôi. Tôi nghĩ là khi rạp hay là một số thông báo đã nói ra mình tắt chuông thì mình nên tắt chuông đi. Còn lỡ mình lỡ quên thì nếu như mình bị thì một cái là mình xin lỗi liền. Nhưng mà tránh trường hợp là mình cố ý mình để chuông tại mình sợ mất liên lạc với lại phía bên ngoài thì không nên, bởi vì sẽ ảnh hưởng không phải bản thân mình mà ảnh hưởng luôn cả những người ở bên cạnh. Và để xem khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu nhé. Hy vọng là số phần trăm càng ít thì càng tốt, bởi vì chúng ta tôn trọng mình tức là tôn trọng những người khác, và tôn trọng những người khác tức là mình tôn trọng mình. Bao nhiêu ạ? Tỷ số đang là 2-1 và nghiêng về bạn Kim Ngân. Không biết là bạn Thùy Trang có cân bằng được tỷ số hay không. Căng thẳng quá. Bao nhiêu ạ? 26%. Xin chúc mừng bạn Kim Ngân, bạn đã là người may mắn bước tiếp vào vòng đặc biệt của chương trình. Cũng xin chúc mừng bạn Thùy Trang. Tôi dùng chữ chúc mừng ở đây bởi vì mặc dù bạn không có đến với vòng đặc biệt, nhưng mà bạn sẽ được nhận một giải thưởng dễ thương lắm, có giá trị lắm. Đó là một bộ chọn gói mobi card trị giá 1.000.000 đồng. Xin chúc bạn luôn luôn tươi trẻ và luôn luôn thành đạt trong cuộc sống. Và bạn Kim Ngân, bạn cũng nhận được một bộ chọn gói mobi card trị giá 1.000.000 đồng và có cơ hội có thể nhận được giải thưởng lên đến 100.000.000 đồng, bởi vì bạn đã là người may mắn bước tiếp vào vòng 2 của Quyền Năng Summer. Sao chú làm được vậy? Mobi 365. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với vòng 2 của Quyền Năng Summer.
bạn ơi, chúng ta sẽ cùng gặp lại với một thí sinh dự thi. Người chơi, đúng dùng chữ người chơi là đúng nhất. Bởi người chơi rất là may mắn, đó là bạn Kim Ngân. Bạn Kim Ngân ơi, hôm nay thì bạn đến đây sẽ có người trợ giúp là ai ha? Dạ, người trợ giúp của em là chị của em ạ. Chị như thế nào, chị bà dạ, con? Dạ, chị ruột ạ. Chị ruột luôn hả? Dạ. Để coi giống không nha. Dạ, chị tên gì? Dạ, chị em tên Tuyết Mai ạ. Chào chị Tuyết Mai. Chào. Chị có thể tự giới thiệu cho mình. Mình tên là Tuyết Mai, là chị của Kim Ngân, mặc dù là hơn không có nhiều tuổi nhưng mà hai chị em rất là thân với nhau. Wow. Dạ. Câu hỏi của nước thang đầu tiên như sau: có bao nhiêu phần trăm phụ nữ được khảo sát tại quận Tân Bình cho biết họ không thể trao đổi với chồng mình về nhiều vấn đề? Mời bạn. Dạ. Không thể trao đổi với chồng về nhiều vấn đề. Nhiều lắm, nhiều vấn đề đó. Dạ. Em muốn tham khảo ý kiến của chị em. Xin mời người trợ giúp. Chị nghĩ trong thời buổi này thì phụ nữ rất là năng động, cho nên là rất dễ trao đổi với lại ông xã của mình. Nhưng mà nhiều khi cái khoảng cách thì nó cũng hơi cao, cho nên em có thể chọn ở khoảng từ 20 đến 60. Bây giờ để xem là khán giả trường quay nghĩ gì nhé. Xin mời. Bốn mươi phần trăm là cao nhất. Dạ, em cũng nghĩ giống chị em là hiện tại thời nay thì vấn đề trao đổi giữa vợ với chồng nó thoải mái hơn, cởi mở hơn. Thì em đồng ý với cái khoản của chị em khoảng từ 20 đến 60%. 20 đến 60. Dạ. Bạn đã chắc chắn chưa? Dạ, em chắc chắn. Chắc chắn là mời bạn kéo cần. Bạn đã chọn 20 đến 60. Và để xem khảo sát của chúng tôi có nằm vào khoảng 20 đến 60 đó hay không nhé. Xin mời. Bao nhiêu à? Bạn đừng quá căng thẳng, bạn hãy tươi cười đi, bởi vì bạn cười rất đẹp. Công nhận. Quá. Xin chúc mừng bạn rất nhiều. Bạn đã chiến thắng, bước vào vòng đặc biệt rồi. Bây giờ đã bước được vào nấc thang thứ nhất. Đến với nấc thang thứ hai: có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát tại quận Tân Bình cho biết không thể hát ru con như ông bà hát ru ngày trước? Mời bạn. Không thể hát ru con như ông bà hát ru ngày trước thì... Vì hồi xưa ông bà mình thường hay ru mình ngủ. Dạ. Bằng những cái câu hát dân ca đung đưa trên giọng. Dạ. Bạn có thể nào hát lại những câu thơ, những câu nhạc đó không ạ? Bản thân em cũng không thể nào hát được. Cho nên em nghĩ trợ giúp cái khoảng 50-80%. 50-80, người trợ giúp nghĩ sao? Vấn đề này thì mình cũng đồng ý với Ngân, bởi vì mình rất là hiếm thấy hát ru tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như khi mà về quê cũng rất là hiếm. Mình cũng đồng ý với lại cái lựa chọn của Ngân. Không biết ý kiến khán giả sao? Khán giả sẽ giúp cho bạn. Khán giả nghĩ sao đây? Không thể hát ru con như ông bà hát ru ngày xưa. 79%. Mà tôi nghĩ là nếu như trong thời đại mới chúng ta có thể bận biểu nhiều, nhưng mà những làn điệu dân ca, những câu hát ru ngày xưa vẫn thấm đẫm. Bởi vì khi mà hát thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thư giãn hơn, vui vẻ hơn. Ví dụ như ngày xưa ông bà tôi đã từng ru tôi những cái câu hát như sau: Âu dí dầu cầu giang đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh, khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường làng. Thật sự mà nói là những cái câu hát này luôn luôn ghi sâu vào trong tâm trí của mình. Và nếu như những nhịp sống hối hả vậy mà lâu lâu mình hát những cái câu này thì đảm bảo là cuộc sống của mình sẽ thư giãn nhiều hơn nè, sẽ nhẹ nhàng hơn nữa. Nhưng mà đó là ý kiến khán giả và người chơi là chị của bạn. Dạ. Bây giờ bạn quyết định đi, khoảng 30%. Em chắc em tin vào khán giả nhiều hơn, tại vì đa số khán giả mà chọn cái tỷ lệ như vậy thì bản thân khán giả. Dạ. Đúng không ạ? Nghĩ là đúng rồi, người ta bị
bản thân người ta bị nóng, cho nên là người ta phải quan tâm đến việc trái đất ngày càng nóng lên. Thế còn bạn nghĩ sao? Em nghĩ chắc khoảng từ 10% đến 20%. 10 đến 20. Thấp không? Người trợ giúp nghĩ sao ạ? Chị nghĩ là em nên tăng lên 20-30. 20-30. Đây thật sự là một cơ hội khó đi. Mà bây giờ bạn có thể quyết định chính xác cho mình. Dạ. Một là chơi tiếp, hai có thể dừng cuộc chơi để bảo toàn giá trị giải thưởng của mình. Em thấy chị em thì nói là 20-30. Đó. Khán giả bình chọn, khán giả ý kiến thì 0-10%. Đó. Cho nên em lấy 10-20%. Giờ bạn nghĩ sao ạ? Em nghĩ không ạ? Em nghĩ cái đó là cái em nghĩ được. Được. Theo em là được rồi. Nếu được và bạn tự tin thì bạn kéo cần xuống. Dạ. Và bạn đã kéo cần rồi. Từ 10 đến 20. Còn khảo sát của chúng tôi có nằm vào khoảng 10 đến 20 hay không? À. 10 triệu đang trong tay bạn hay không? Bạn có rung hay không? Thấy gương mặt của chị bạn hình như hơi bị căng thẳng á. Bao nhiêu ạ? Có trúng không ạ? Xin nó chạy tới chứ giữa không gì đâu, bà chạy lên ô. Kéo nó xuống, kéo nó xuống. Kéo nó xuống. Và 10. Xin chúc mừng bạn. Bạn đã được 10 triệu. Xin chúc mừng người trợ giúp. Bạn đã vượt qua nước thang này một cách trọn vẹn. Và chúc mừng bạn lần nữa. Bạn đã có một phiếu mua điện thoại di động trị giá 10 triệu đồng tại hệ thống siêu thị Viễn Thông. Bây giờ bạn chơi tiếp ha. Dạ, không được. Đây là nước thang cuối cùng. Bạn đã đưa ra được 10-20%. Bây giờ cũng câu hỏi này, bạn phải đưa ra số phần trăm chính xác. Nếu như trùng lắp với khảo sát của chúng tôi, kết quả khảo sát của chúng tôi thì bạn sẽ ghi được 100 triệu, tức là 100 ngàn điểm. Và nếu như bạn không tin tưởng, không tự tin thì bạn có thể ngừng cuộc chơi tại đây. Và chúng tôi sẽ cho bạn một cơ hội là đoán thử để coi bạn có trúng hay không, để sau này về không phải hối hận. Em có thể nghe câu hỏi được không ạ? Đây là câu hỏi như sau. Câu hỏi cũ của nước thang trước, nhưng bạn phải đưa ra phần trăm chính xác. Có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát tại quận Tân Bình trả lời có quan tâm tới vấn đề trái đất ngày một nóng lên? Vừa rồi bạn đang chọn từ 10 đến 20%, bây giờ bạn phải chọn đích xác là bao nhiêu phần trăm? Mười mấy? Từ 11 đến 20. Đúng 10 hay là 20 luôn? Từ 10 đến 20 đó bạn chọn đi. Số nào cũng dính. Người trợ giúp nghĩ sao ạ? Mình nghĩ là Ngân đã biết câu hỏi rồi. Ngân cũng nên dừng cuộc chơi ở đây. Bởi vì... Dừng cuộc chơi? Chị của bạn tính toán rất là kỹ. Bởi vì nếu như dừng cuộc chơi thì bạn bảo toàn được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Còn nếu như bạn không qua được câu hỏi này thì bạn sẽ bị chia 10, chỉ còn 1 triệu thôi. Và nếu như bạn cố gắng chơi tiếp và bạn chính xác được phần trăm thì bạn lên đến 100 triệu trong tay bạn. 100 triệu và 10 triệu. Bây giờ chỉ còn hai cách lựa chọn, một 1 triệu, hai là 100 triệu. Bạn chọn đi ạ. Chơi tiếp không ạ? Khán giả nghĩ sao ạ? Người trợ giúp nghĩ sao lần cuối đi ạ? Chị nghĩ là Ngân đang dừng cuộc chơi ở đây bởi vì số chính xác thì rất là khó. Người trợ giúp rất là kỹ tính. Dừng cuộc chơi đi em ơi, khó lắm em ơi. Nhưng mình là tuổi trẻ mà, mình có thể quyết đoán được, mình có thể tự tin được. Em theo em nghĩ là em nên nghe lời chị em. Ồ. Một lần nữa thì xin cảm ơn bạn rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Chúc bạn ngày càng trẻ đẹp hơn và thành công hơn trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn anh. Và bạn đã nhận được một giải thưởng, đó là một phiếu mua điện thoại di động tại hệ thống siêu thị Viễn Thông A trị giá 10 triệu đồng. Chúc mừng bạn.